Lương công nhân của anh Tốt mỗi tháng khoảng 7 triệu đồng. Vợ anh Tốt làm giúp việc nhà, thu nhập không ổn định. Trong thời điểm bão giá, mọi chi phí đều tăng cao như hiện nay. Trước khi chi tiêu bất cứ khoản gì, vợ chồng anh đều phải tính toán, vùng vén rất cẩn thận. Hai chồng làm thì cũng chi sinh hoạt trong gia đình, ăn uống rồi con cái đi học thì cũng không có dư gì mấy. Được lương thì cũng góp phần lên chút ít cho gia đình. Với cái nhà nước mà đã quan tâm đến người lao động như vậy thì em tin rằng những người lao động như bản thân em á sẽ cảm thấy phấn khởi hơn và tích cực làm việc hơn. Việc tăng lương cũng sẽ làm gia tăng chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo quan điểm của một số công ty, điều này cũng hoàn toàn phù hợp trong thời điểm hiện nay. Thậm chí, một số doanh nghiệp đã chủ động tăng lương cho người lao động từ trước đó, nhằm phần nào chia sẻ với khó khăn của người lao động. Thì từ đầu năm 2022, thì bên công ty cũng đã điều chỉnh lương cho anh em công nhân là đã 3 lần. Hiện tại, mức lương của bên công ty đã vượt cái khung quy định của nhà nước, đang cao hơn là khoảng 300 ngàn so với cái mặt bằng. Bên ban giám đốc thì cũng đang nghiên cứu để điều chỉnh thêm lương cho anh em. Về mặt công ty thì chúng tôi sẽ bị tăng cái chi phí sản xuất. Nhưng mà đổi lại thì sẽ có sự hài hòa giữa hai bên. Công nhân thì người ta sẽ vui vẻ để làm việc, góp phần thúc đẩy công ty phát triển hơn. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động được hưởng đầy đủ các cái chính sách khi tăng lương tối thiểu vùng, thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo cho các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ chủ động phối hợp với người sử dụng lao động để mà thực hiện cái phương án điều chỉnh lương khi mà cái nghị định có hiệu lực thi hành, sẽ không và xóa bỏ hoặc là cắt giảm các cái chế độ tiền lương của người lao động. Phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát cái việc thực hiện cái pháp luật lao động, công đoàn như bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, để có cái kiến nghị với các cơ quan của nhà nước để xử lý nghiêm các cái trường hợp mà vi phạm cái nghị định 38 cũng như là cái pháp luật lao động. Việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng đến vào thời điểm này thể hiện rõ sự quan tâm của chính phủ và sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp với người lao động, đồng thời cũng thể hiện rõ quyết tâm nâng cao chất lượng sản xuất, phục hồi và phát triển bền vững thị trường lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.